Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm chính của trong chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt nghiêm trọng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, dân nói do xả lũ thượng nguồn không báo trước. Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính của năm nay và lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi, trong đó huyện Tháp Hà ở dãy núi Hình An, Hắc Long Giang đã phải hứng chịu những thảm họa nghiêm trọng và đập nước đã bị vỡ. Người dân vùng thiên tai tiết lộ việc xả lũ thượng nguồn đã gây ra việc này. Theo báo cáo các kênh truyền hình truyền thông Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, 21 con sông ở Hắc Long Giang, Nội Mông, Giang Tô, Chiết Giang, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và những nơi khác đã có mực nước cao vượt mức báo động với phạm vi vượt mức báo động tới 2,75m. Theo tin tức trực tuyến mới nhất thì lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi huyện Tháp Hà, vùng Đại Hưng Lĩnh, Hắc Long Giang, nhiều ngôi làng và nhà cửa bị ngập lụt và nhiều người đã mất nhà. Người dân vùng thiên tai tiết lộ việc xả lũ thượng nguồn đã gây ra thảm họa. Chủ cửa hàng tại trạm 17 của Tháp Hà nói, lúc trước trời mưa liên tục, có lúc mưa vừa mưa to, sao nước lớn vậy? Nước này từ thượng nguồn đổ về, huyện Tháp Hà bị ngập hoàn toàn và một số đoạn đường bị cuốn trôi. Vì có lượng nước lớn đột ngột đổ về nên nó ngập nặng ở dưới chân núi, từ từ mới có thể rút dần, hiện tại không thể rút nhanh như vậy. Tháp Hà đã bắt đầu xả lũ nhưng lại không hề được thông báo. Báo cáo cũng cho biết vào khoảng 7 giờ sáng, hơn 400 công nhân lâm nghiệp ở khu vực Đại Hưng đã gia cố con đập tại nhà trẻ trung tâm trạm 17 huyện Tháp Hà. Tuy nhiên, do áp lực nước quá lớn, con đập đã bị vỡ bất ngờ vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó và hơn 400 người bị cô lập. Những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở phía bắc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Mực nước của đoạn sông Hô Mã tại trạm Thập Bát, huyện Tháp Hà, Đại Hưng, An Lĩnh bất ngờ dâng cao, làm hư hỏng con đập khiến hơn 400 công nhân lâm nghiệp bị cô lập, nhà cửa đất ruộng của người dân bị thiệt hại nặng nề. Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua, hơn 400 công nhân lâm nghiệp đã gia cố đập và đắp bao cát trong vườn ươm tại trung tâm Thập Bát trạm ở huyện Tháp Hà, Đại Hưng, An Lĩnh lúc 11 giờ. Mực nước trạm thủy văn Cố Kỳ Cố trên sông Hô Mã là 104,67m, vượt mức báo động 1,77m. Địa phương phát cảnh báo lũ đỏ do áp lực nước quá lớn. Đến 13 giờ, đê bất ngờ bị vỡ khiến 400 người bị mắc kẹt. Liêu Toàn, một cư dân ở địa phương thị trấn Thập Bát Trạm nói với The Epoch Times rằng thiệt hại lớn nhất lần này là nông dân, ruộng bị ngập úng hết, nay nước vẫn chưa rút. Anh Liêu còn cho biết thêm hơn 100 người đã được cứu khi con đập vỡ và 333 người còn lại được cứu vào lúc 5 giờ chiều. Gần đó có một lán nơi một công nhân trồng nấm và nước đã ngập đến mái của lán. Tất cả nấm rơm đều bị ngập nước, người trồng nấm lũ nặng. Hiện nước ở các thôn xung quanh vẫn chưa xuống, mực nước dâng cao hơn mực nước bình thường 7m, ngập toàn bộ tầng 1 theo anh Lưu. Bây giờ toàn bộ Tháp Hà đã trở thành một thị trấn nước và lũ lụt thực sự nghiêm trọng. Hiện tất cả người dân ở đó di chuyển lên vùng đất cao hơn. Hiện Trung Quốc đã bước vào mùa mưa lũ. Thị trấn Văn Đấu, thành phố Lợi Xuyên, tỉnh Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn. Lượng mưa tại Văn Đấu lên tới 301mm, khiến nhà cửa bị sập, mất điện, gián đoạn đường và thiệt hại về mùa màng trong khu vực. Mưa lớn, lũ lụt, cháy nổ, hỏa hoạn, bão cát, những tai ương bất thường vẫn đang liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Đoạn video người dùng Tiger đăng tải cho thấy thị trấn Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn và lũ quét gây sạt lở đất ở đoạn đường núi phố cổ Trà Mã bị ngập, một người chết, 11 người bị mắc kẹt, 17 con trâu bị lũ cuốn trôi, nhiều khu vực bị nhấn chìm và ngập úng trong dòng nước đục ngầu. Tân Hoa Xã đưa tin, vào khoảng 2 giờ 30 chiều, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng thị trấn Chendai, thành phố Tấn Gia, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Vụ cháy khiến 7 người tử vong ngay tại hiện trường, một người bị thương và tử vong ngay sau khi đưa tới bệnh viện. Tòa nhà có 7 tầng, diện tích khoảng 300m2, đám cháy lan rộng tới 750m2. Trong khi đó thì một trận bão cát kéo đến Nội Mông Cổ tạo nên một thành trì tường cát răng trên trời và choán hết tầm nhìn, khiến cho người dân lo đến tính mạng của mình. Trên đoạn video người dùng Tiger đăng tải cho thấy hiện tượng khu vực như bị cô lập trong bão cát. Cũng ở Nội Mông, video cho thấy một cơn lốc xoáy xuất hiện như một vòi rồng xiên thẳng lên trời và cuốn bay mọi thứ. Quang cảnh tan hoang và nhiều xe cứu hỏa chạy tới khu vực. Truyền thông Trung Quốc nói dối không chớp mắt khi đưa tin về dịch bệnh và thiên tai, chỉ đưa tin tốt lảng tránh thông tin tiêu cực và đang là phương thức giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự thật, làm sai lệch thực tế.
Cách làm này biểu hiện rõ nhất trong việc đưa tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thiên tai trong thời gian qua, khi những cơn mưa và lũ lụt đang tàn phá miền Nam Trung Quốc vào đầu tháng 7, khiến nhiều người thiệt mạng và một lượng lớn dân cư phải di chuyển. Để tránh nạn, thì trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc xuất hiện các thông tin tích cực mà không phải là các thông tin về thiên tai. Hầu hết các thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa đều vận dụng một khái niệm gọi là năng lượng tích cực. Khái niệm này đã trở nên phổ biến kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng cho việc đối nội và đối ngoại. Tin cực sốc hôm qua, vào lúc 1 giờ đêm, một cơn bão siêu mạnh giật trên cấp 15 đã đổ bộ sát vào đảo Hải Nam Trung Quốc, gây ra sóng to gió lớn, làm cho điện đường chẳng chạm bị phong tỏa. Theo mạng di động của phía Trung Quốc cho biết, thì cơn bão siêu mạnh ngày hôm qua đã đánh bật toàn bộ gốc cây cổ thụ và những cột điện, đồng thời phá nát một bến cảng tại đảo Hải Nam, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt. Kính thưa quý vị, Trung Quốc liên tục gánh chịu những thiên tai, dịch bệnh do mẹ thiên nhiên gây ra trừng phạt qua. Thì một cơn bão siêu mạnh đã đánh sập một con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Thì ngày hôm nay, cơn bão số 6 lại tiếp tục đổ bộ vào đảo Hải Nam, khiến cho sóng to gió lớn, lũ lụt ở khắp nơi. Theo kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, thì cơn bão siêu mạnh kể trên với sức gió giật trên cấp 13 nhiều khả năng sẽ tăng thêm 2 cấp tới cấp 15 và cấp 16 sau khi nó đi qua đảo Hải Nam, và hướng di chuyển của nó di chuyển vào trung tâm thủ đô Bắc Kinh và quần đảo quảng trường Thiên An Môn. Hôm qua thì quảng trường Thiên An Môn đã phát đi một công điện khẩn cấp, đó là phong tỏa toàn bộ thủ đô Bắc Kinh, bởi nhà chức trách của Trung Quốc cho rằng nếu như cơn bão đổ bộ vào Bắc Kinh thì chắc chắn nó sẽ gây ra mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập và khiến cho quảng trường Thiên An Môn bị tan nát, bởi quảng trường Thiên An Môn đã trải qua những ngày vô cùng tồi tệ. Kính thưa quý vị, vậy tại sao bão và mưa lũ động đất liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc mà không xảy ra ở một số nước giáp danh được gọi là láng giềng của Bắc Kinh? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều là nguyên nhân của nó. Trung Quốc là một nước tham lam, liên tục đi xâm chiếm quần đảo, lãnh thổ của các nước. Bằng chứng là Mỹ tố cáo Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với cả 14 nước láng giềng: Lào, Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Miến Điện, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan và Nga. Thì Trung Quốc đã đi gây gổ với 13 nước. Chỉ cần một nước Trung Quốc không bị xâm chiếm, đó chính là Pakistan. Chính vì vậy mà Trung Quốc nhận Pakistan là người anh em ruột thịt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc không đi xâm chiếm vùng đất của Pakistan. Còn 13 nước xung quanh Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, đến bây giờ thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn nhăm nhe xâm chiếm. Đó chính là lý do mà Trung Quốc, một nước tham lam vô độ, cho nên mẹ thiên nhiên mới ra tay trừng phạt. Tích chiếu tối ngày hôm kia, theo giờ địa phương, hầu hết thị trấn và làng mạc ở huyện Thông Xuyên, thành phố Đa Châu, tỉnh Tứ Xuyên liên tục xảy ra mưa lớn, sấm sét và gió giật mạnh gây ngập lụt nghiêm trọng. Có thể thấy từ những video clip cộng đồng mạng tiếp xúc, một số nhà dân tương đối thấp đã bị nước ngập hết cả tầng 1. Trong nội thành cũng xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, trên các tuyến phố ô tô đỗ hai bên đường bị ngập trong nước. Cư dân mạng thốt lên khi quay một cảnh video ngắn phố cổ ngập hết rồi. Đài quan sát khí tượng Đạt Châu đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 9:52. Dự đoán lượng mưa ở một vài nơi sẽ đạt trên 100mm trong 3 giờ tới. Trong một đoạn video đang gây sốt trên mạng xã hội khi ghi lại cảnh tượng thoát tim, một người đàn ông suýt bị lũ cuốn trôi. Trong video, lũ trên sông đang dữ dội cuồn cuộn tràn qua bờ. Một người đi đường đang chạy xe ắc quy cố vượt qua đoạn ngập bằng phẳng thì không may đật úp, ngã xuống và sắp bị lũ cuốn trôi. Tình hình rất nguy kịch. Lúc này, một người đàn ông mặc áo mưa đen nhanh chóng qua đoạn lũ ngập nàng thắt lưng, liều mình kéo người bị lũ cuốn lên. Theo Epoch Times, từ đầu năm tới nay, tình hình mưa lũ liên miên tại 22 tỉnh thành của Trung Quốc đã khiến ít nhất 108 người chết và tổng thiệt hại kinh tế lên tới 5,6 tỷ USD. Tổng cộng 20,79 triệu người ở 2 tỉnh thành phố chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Thứ 6 tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, Hoài Hà và Thái Hồ, trên tổng diện tích 210.000 km2. Trước đó, mưa lũ đổ xuống các quận phía bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông và vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Tháng 5, có tới hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc chìm ngập trong nước lũ. Theo thống kê của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Văn phòng Cứu trợ Hạn hán của Trung Quốc, có 184 thành phố nước này chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2012, 234 thành phố vào năm 2013 và 125 thành phố vào năm ngoái. Trong những nguyên nhân chính là do chính quyền địa phương không chú ý đến hệ thống thoát nước dẫn đến lũ lụt thường xuyên xảy ra tại nhiều thành phố. Hơn 300 thành phố ở Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt cho khu vực đô thị.
thậm chí hơn 90% các đô thị cũ không đạt tiêu chí thấp nhất về phòng chống lụt bão. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, gửi tới cho quý vị những thông tin mới nhất, chính xác nhất, đặc biệt là tình hình mưa bão ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật thường xuyên từ trang tin TikTok hay mạng xã hội của phía Trung Quốc để gửi cho quý vị nắm được. Do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới mỗi video để đội ngũ biên tập viên của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.